Hello, xin chào cô chú bác và anh chị em nha. Hôm nay mình vợ mình thèm cái này nó gọi là đậu hũ nước dừa. Không biết mình nó có nói đúng hay không, nhưng điều mình nghe tên là cái đậu hũ. Cái này mình cũng có làm video qua rồi. Nhưng điều hôm nay mình thì thèm bánh patisserie và bánh bao. Thì cái tiệm này thì mình đã có review qua rồi. Nhưng điều hôm nay mình ăn những cái món mình thích và những cái nước mà vợ mình cũng thích luôn, cho nên hôm nay mình ra đây mình mua tới ba món. Đó là cái món cái nước nước này uống rất ngon, đậu hũ này, cái này rất tốt, cái này là anh chị làm tại chỗ đó luôn. Thay vì hôm nay mình tiếp làm cái video này là vì mình thèm cho nên mình mới ra mua, và luôn tiện đây thì mình cũng làm một cái video ngắn để chia sẻ thêm với những người là chưa có biết cái tiệm này. Thì đây không phải là mình quảng cáo, và đây là mình cảm thấy những cái món mà mình ăn mình ưa thích nên mình làm cái video để mình gửi đến cho những người chưa biết, thì người ta có cơ hội để đến đó thử những cái món này. Và cái bánh hôm nay mình mua ba cái bánh patisserie và ba cái bánh bao và hai cái ly nước này. Hai cái ly nước này là phải nói là đang hot tại của cái tiệm này. Cái nước này uống rất là dễ uống của chú bác, nó không có bị béo mà đậu hũ mà uống rất là tốt luôn. Mà đây thì mình khi mua hai ly thì anh chị để cái muỗng, cái ống và hai cái muỗng hạ và hai cái ống. Thì cái hộp thì mình mua 6 cái cho nên để như vậy thôi các bác nhé. Để bây giờ mình lấy ra cho các bác xem nhé. Tên là Tư Tồ. Chứ thôi mình quay số điện thoại cho. Giờ mình xếp ra đây để mình ăn cho nó dễ. Thì đây có mấy cái bánh. Đặc biệt ở đây là mình thích là vì ở đây là homemade, cho nên cái bánh bao của nó, cái bánh bao của cái tiệm này á, rất là vừa ăn, mình ăn một cái hoặc hai cái là đủ. Tại vì cái bánh to quá thì mình hâm nó cũng khó, mà khi mình mua mà mình muốn ăn liền nó thì anh chị đó sẽ hâm cho mình luôn. Mà cô chú bác nhớ nhé, đừng quên cái nước này, cái nước này rất ngon. Để mình lấy một cái ra này, mình mua một cái cho mình và một cái cho vợ mình nhé. Ở trong này người ta để nhìn rất hấp dẫn của chú bác, nhìn phải nói là đây kia, ở đây là cái số điện thoại này. Nhìn đã quá. Thế giờ cái nước này á, là vô tình là mình nhớ cái đợt mà mình làm video đó, thì lúc đó vợ mình thử cái nước này thì nghe ảnh nói là cái nước này là cái nước mới của cái tiệm này, cho nên vợ mình thử mà không ngờ thử thấy ngon, bắt đầu là ăn luôn. Cái này mình ăn với muỗng cũng được các bác nhé, nên được nè. Nhìn quá hấp dẫn ha. Hình như mình nghĩ cái nước này á, là cái tiệm này tự người ta pha chế ra để mà làm hay sao á, cho nên nhìn nó ngon lắm. Mình thử miếng nha. Cô chú bác nhớ nha, đậu hũ khi mình quậy lên này, trong này mình nghĩ là có thạch hay là có gì đó không biết. Thế thôi, vợ mình thì rành cái này hơn, mình chỉ biết uống thôi. Uống rất là ngon luôn. Thực sự mà nói đàn ông mà còn thích cái này là biết rồi, còn phụ nữ mà uống cái này là ghiền luôn á. Ngon luôn. Giờ mình thử cái bánh bao nha. Để mình chia sẻ cái bánh bao này. Một cái bánh bao rất là nhỏ. Ở đây là mình thích cái là anh chị homemade làm tại chỗ luôn cô chú bác. Nhìn này. Ăn cái bánh bao uống cái nước này hết trò chê. Ngày mình để vợ mình sáng nay mình thả con mình xuống cái trường học, thì trường học cũng nằm ngay đó luôn cô chú bác. Cái tiệm này cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ngay chỗ đó luôn. Thì vừa rồi mình có làm một cái video mà hai vợ chồng mình làm một cái video ngay cái tiệm đó đó.
thì cũng nói về những cái món này. Cho nên có một số cô chú bác và anh chị em cũng chưa biết, có đúng cái video nó đã đi xa cả tháng hơn rồi, cho nên mình muốn gửi lại những cái đồ ăn ngon để chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em. Cái bánh bao ở đây á, người ta làm á, cái homemade là mình ăn và mình biết đến cô chú bác. Chứ còn đặt trường hợp mà mình mua mà ngoài chợ nó khác. Nhất là cái nước này, bảo đảm cái nước này mà khi mà cô chú bác tới mua cái nước này mà uống mà ăn cái bánh này nữa, đúng tuyệt vời luôn. Nó có cái hột gì nhỏ nhỏ giống như hột bột lọc á, mà cắn vào chật 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 á, cái đậu hũ rất là béo, có được cái dừa nữa và có cái nước đường nữa, nó làm cho cái nước nó uống đã lắm. Thực sự nó là uống là mê mẩn luôn đó. Mà anh chị làm cái này là mình theo mình biết đó, là người ta bán làm bán vừa đủ thôi cho bác nhé. Cái bánh bao đó ở đấy mình ăn đó, mình rất thích là vì sao? Cái nhân rất là chất lượng, cái thịt đó tươi, trứng cốt cũng tươi luôn, cho nên đó, và cái bột nó rất là ngon. Béo béo, ngọt ngọt, thơm thơm nữa. Buổi sáng là mình cũng hay ăn một cái bánh bao, một cái bánh bao tiso và uống ly nước cam, hoặc là lâu lâu ra uống một ly nước này. Thực sự nói cái này nó không ngọt nhiều với bác, nó ngọt vừa đủ, nó có cái độ béo của đậu hũ và độ béo của nước dừa. Mình không thích thuốc thì có cái muỗng này, muỗng dài dài để cho mình gắp múc mấy cái đồ ăn. Bây giờ mình ăn qua thử cái bánh bia panso. Cái này mình ăn qua rồi mà hỏi tại sao mình ăn hoài không ngán nữa cô chú bác. Thực sự mà nói là mình ăn cái này lâu lắm rồi mà ăn không ngán, mà còn thay vì là nó tiền nữa. Rồi mình khoái cái nước lắm. Vừa rồi mình làm cái video nói về những cái món ăn ở đây á, thì rất nhiều người thích, rất nhiều người biết đến và rất nhiều người tới ủng hộ. Nên hôm nay mình chia sẻ là cái kiểu ăn của mình là vậy đó. Cô chú bạn thử về ăn kiểu của mình đi. Nó rất mộc mạc, đơn giản mà ăn rất là ngon, rất là không bao nhiêu tiền hết. Ở đây bán cái giá rất là bình dân của chú bác. Cái bao tiso làm cái bột cũng rất là ngon. Cái này cũng rất là tiện. Mình đôi lúc mình mua về mình bỏ trong tủ lạnh á, đôi lúc đói bất chừng cái lấy ra hầm cải ăn. Rất là đơn giản. Cho vì nó vừa, mình ăn một cái vậy được. Đôi lúc buồn hơi đói cái ăn cái nhỏ nhỏ ra. Ừ.
làm một cái ly rất là chất lượng của chú bác nhé. Mà để cái ly cũng rất là đẹp. Thì ở phía ngoài cái ly thì cũng có dán cái logo, logo của cái gọi là tiệm Tư Tổ của chú bác, vào Google bấm Tư Tổ. Và đây là cái số phone mình cũng có quay gửi đến cho cô chú bác luôn, để cho cô chú bác có thể gọi tới mình order trước, hoặc là gọi tới để xin cái địa chỉ để mà mình đến đó mình mua đó cô chú bác. Có thể là, hoặc là ví dụ như mình tới những cái party mình chơi á, thì mình không biết mua cái gì thì mình mua có thể là bánh bao hoặc là bánh bao tiso. Tại vì hai cái món này rất là ưa chuộng thực sự với mình thôi. Nhất là cái món này, đậu phụ nước dừa đừng có quên. Món này là cái món mà mình bảo đảm là khi mà cô chú bác và anh chị em mà tới mua một ly uống thử là cô chú bác và anh chị em thích ngay. Gọi là cái món này là món hot của cái tiệm này. Mình mở ra mình múc ở trong này. Khi mà mình mua thì thấy nếu mình muốn bỏ đất đá thì người ta bỏ đất đá vô cho mình luôn. Ok. Có cái hột này, ăn chật chật ngon lắm. Rồi hút, hút đá thôi. Mình bởi nắp ra là mình quay cho nó đều lên nhỉ. Vậy là buổi sáng của mình, sáng hôm nay mình ăn một cái bánh bao, một cái bánh bao tiso. Thực sự mà nói là mình cũng ít khi mà uống cái nước này, mà một khi mình uống thì mình cũng không có uống hết một ly được, mình uống một nửa thôi. Chừng nào thèm thì ra uống tiếp, vì để trong tủ lạnh nó không có tan được chú bác, uống nó vẫn ngon lắm. Không biết sao mà người ta chế biến ra những cái món mới mà đồ hủ kiểu này ăn rất là thích hợp. Trời mà ở ngoài mà nóng 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 nữa, còn làm cái ly này thôi mát luôn, vì đậu hũ nó tốt mà coi bác. Cái này mình ăn không hết, mình bỏ lại đồng hồ, mình bỏ trong cái tủ lạnh mát, rồi chừng nào thèm ăn tiếp, và lúc nào mà đói bất chừng đói cái là lấy ra hâm cái ăn cho chú bác. Còn cái này thì mình bỏ vào quay cũng được, hoặc là mình nướng cũng được. Còn cái bánh bao thì mình thấy một bánh rất là nhỏ, rất là mình theo mình thì một cái như vậy là vừa với mình. Còn cái bánh bao tiso cũng vậy, cái thịt ở trong á, người ta làm rất chất lượng, vị bác tươi cho nên ăn rất là ngon luôn. Đó. Chia sẻ những món ăn mộc mạc để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em. Lâu lâu nhắc lại những cái món ngon để có nhiều cô chú bác và anh chị em cũng chưa biết cái tiệm này để đến. Excuse me. Thứ nhất là để ủng hộ. Thứ hai nữa là biết được cái chỗ để mua những cái đồ ăn sáng và mua những cái ly nước giống như mình uống ngày hôm nay. Ở đó bán rất nhiều loại bánh mà cũng bán rất nhiều loại nước luôn. Có cà phê luôn. Cho nên là cô chú bác đến đó thấy cái gì mà ví dụ tới không thấy cái ly nước này thì cứ hỏi anh là đậu hũ, cái ly nước đậu hũ nước dừa gì đó đại khái là vậy, thì anh sẽ cho cô chú bác biết là trong đó bán thêm những cái món nào khác nữa giống như những cái bánh này nè. Tại vì những mình thích
hai cái loại này, cho nên mình hay mua hai cái loại này. Còn nó có rất nhiều cái loại bánh khác nhau nữa, cho nên tới đó cô chú bác nhìn hoặc cô chú bác hỏi thì anh sẽ hướng dẫn và chỉ cho cô chú bác. Hai vợ chồng rất là dễ thương, rất là hiền lành và buôn bán rất là thật thà, cho nên là những cái gì mà mình ăn qua rồi, những cái gì mà mình đối diện gặp và mình có lòng tin, mình có tin tưởng thì mình mới dám giới thiệu và chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em đến để thứ nhất là ủng hộ, nó gọi là small business, local business đó. Thứ hai nữa là coi như là ăn những cái món mà ngon mà homemade từ tay anh chị làm. Trong tiệm đó mình thấy cũng chẳng có ai, có hai anh chị từ coi như là cầm củi làm thôi, cho nên chính vì vậy mà mình thích những cái món ở đó. Vậy thôi, hôm nay mình chia sẻ một cái video ngắn để gửi đến cho cô chú bác và anh chị em, một số người chưa có biết đến cái tiệm này, đến thử những cái món ăn của cái tiệm này. Bảo đảm là cô chú bác sẽ thích và hài lòng giống như mình tới ngày hôm nay, là cả hơn một năm rồi mình vẫn trở đi trở lại để mà thỉnh thoảng thèm cũng vẫn ra mua mấy cái món mà mình ưa thích. Vậy thôi, mình chúc cô chú bác và anh chị em một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Sau khi mà cô chú bác xem video này xong thì cô chú bác nhớ xem hết để mình quay cái số điện thoại để cô chú bác gọi tới để xin địa chỉ để mà mình mua những cái món ngon ở đây ăn nhé.